Cho nên á, là chúng ta đốt á, mang tính phong tục tập quán, mình nghĩ cho người thân của mình thôi, chứ không có phải là đốt người ta mặc được đâu. À, quý vị đã mất thân rồi lấy gì mặc. Cho nên mình đốt đi dưới là mình suy nghĩ vậy thôi. Cho nên nếu mà có mặc đây nữa thì là ở trong nhà Phật có những câu chú mà biến nó ra rất là nhiều, biến mãn khắp thập phương. Chứ không phải là mình ví dụ như 1 triệu cái cô hồn, không lẽ mình đốt 1 triệu cái bộ đồ. Người có người không giành giật làm sao. Người ta có cúng cô hồn thì mấy em nhỏ thường hay bốc ăn trước, rình rình thấy gì ngon bốc ăn trước. Hoặc giả là sau khi cúng hoặc là trước khi cúng. Thế đó là không nên. Nhưng mà có cái này nè, cái đồ cúng để nó mau thiêu hơn đồ bình thường. Ví dụ đồ bình thường á, mình để sáng tới chiều nó không thiêu, mà đồ cúng á, mình để chừng mấy tiếng hổ thiêu à. Cái này hồi nhỏ thầy để ý á, nó cũng có cái tâm linh ở trong đó. Chứ không phải là không, cái này phải có những cái nhà nghiên cứu, sao ta nghiên cứu thử cái tại sao nó lại là như vậy. Còn ví dụ như cái đồ mà mình để ẩm, ví dụ bắp ở trên xe nè, như ta đi giảng ta cho một bọc bắp nè, để trên xe vậy đó, rồi bột cột cái bọc lại, nó nóng á, cột bọc lại, cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ sau, 3 tiếng à, là thiêu bắp rồi. Nhưng mà cái trái bắp á, mình lột ra hết, mình để cho ráo nước, mình để đó nó từ sáng tới chiều tối nó vẫn ngon lành bình thường, không sao hết, không thôi. Nhưng mà này đồ cúng á, thì người ta vẫn mở ra bình thường, không có. Cho nên nó thường á là những cái đồ cúng á, ngày xưa đó, nhất là cúng cô hồn á, người ta giải đi hết, người ta không có ăn. Nhưng mà có nhiều người ta ăn á, thì người ta phải hâm lại đâu đó đàng hoàng để lấy khí dương lại nóng, để tránh những cái trường hợp ăn đau bụng. Mình cúng lâu rồi đó, rồi đâu nó lạnh lẽo rồi, do đó mà nó có thể ôi, có thể hy thiêu và lên men rồi. Không đứng gần các cây lớn như là cây đa, cây đề, không nên đứng gần. Tại vì người ta quan niệm á, là ở trên cây đó đó là có những cái vị mà phi nhân, các cô hồn, ta nương tựa vào cây đó. Mà mình đứng gần cây đó thì là sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên những cây cổ thụ, cây lớn chừng nào không có nên đứng gần. Nhưng mà bình thường chúng ta không nên đứng gần luôn. Vì biết làm sao không? Các cây lớn đó thường hay có những cái nhánh mục ở trên đó đó. Nhánh mục đó, nếu chúng ta đứng gần nó rơi những cái nhánh. Và nếu trời mưa á, thì cây nó trở thành là cái vật dẫn điện. Có nhiều người đó quý vị bị sét đánh khi mà đứng ở dưới gốc cây. Ví dụ như mình đi trên đường đó, mình thấy mưa quá trời, mình lấy thấy gốc cây nào lớn, tàn lớn đó, mình ngồi vô đó mình đục mưa. Nhưng mà không ngờ á, sét đánh nó sẽ đi theo cái đường của cái cây đó, nó đi thẳng vào cái chỗ mình đứng á, thì rất là nguy hiểm. Cho nên thường thường á, mà mưa đầu mùa á, sét đánh lớn đó, người ta chạy ra ở chỗ khác, người ta không có ở chỗ gốc cây. Nhất là các cái vật mà có kim loại đó, người ta thảy đi chỗ khác, chứ người ta không có là để gần mình. Ví dụ như người ta cầm cây phản lại cây mà chặt chém cỏ đó, cắt cỏ mà cây dài lắm, bây giờ người ta không có dùng cây đó nữa. Ngày xưa người ta dùng cây đó nhiều. Như vậy thì cái tháng 7, tháng cô hồn được bơi. Ta nghĩ rằng tháng cô hồn bơi là có như ma da, hoặc là có con ma nó rút cái chân, dễ bị chuột rút. Nhưng mà theo thầy thấy tháng nào cũng vậy chứ quý vị, là không nên bơi những cái nơi nguy hiểm. Tại vì là chúng ta bơi những cái nơi lạ, những nơi nguy hiểm, ao sâu, hồ sâu, vân vân. Chúng ta bơi vào ở những nơi đó đó quý vị, thì nếu quý vị có bơi thì chúng ta hãy bơi ở trên mặt nước nè, đừng có bơi đạp chân xuống nước. Bơi đứng đây nè là không nên, mà chúng ta bơi ngang cái mình nổi trên mặt nước. Tại vì trên mặt nước là nó thu nhiệt độ của ánh sáng mặt trời, cho nên cái nhiệt độ nước ở đó đó nó không có thấp hơn cái độ cơ thể mình bao nhiêu. Nên các cái mạch máu, gân máu, sơ thịt bắp nó chịu được. Còn nếu mà chúng ta bơi đứng thì thường ở trên này nè, ở trên mặt nước là nhiệt độ cao, nhưng mà càng xuống dưới nhiệt độ càng thấp thấp lần 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 xuống.
Như vậy người ta đạp cơ bắp mình vào trong cái nhiệt độ lạnh á, nó làm cho cái cơ bắp của mình á, nó bị trục rút, nó không thể vận động được. Mà mình đạp nước không được là chìm xuống chết. Cho nên hồ ma ở ngoài đâu ngoài Thủ Đức cái gì đó, đọc có tờ báo đó, nói có hồ ma, có nhiều người bơi trong đó bị trục rút. Nhưng mà có ông đó, ông dứt phát, ông phải tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng tìm ra đó. Cái nơi đó là người ta khai thác đá sâu thăm thẳm xuống cho thành cái hồ, nó lạnh dữ lắm. Ở trên á mình gờ xuống nước ấm hiểm mà, tại vì mặt trời chiếu vô đó là nhiệt nó giữ ở trên nước trên mặt. Nhưng mà dưới cỡ 1 mét nước trở xuống dưới là lạnh như nước đá. Nên người nào bơi qua đó chỉ cần đặt chân đạp vô cái phần nước đá đó cái một á là chuột rút liền, là chìm liền. Do đó mà người ta đồn cái hồn đó hồ ma, ai bơi là chìm, ai bơi là chìm. Nhưng không ngờ đó là nước lạnh phía dưới thôi. Cho nên các em nhỏ ở nơi lạ đó, trong cái phòng chống đuối nước á, thì những cái nơi mà lạ chỗ không nên bơi, tại vì nơi đó nhầm khi sâu rồi nước xoáy, rồi nhầm khi lạnh ở dưới, các em biết bơi dễ bị chuột rút lắm. Cho nên nó ở những nơi lạ bắt buộc mình phải bơi qua đó thì phải bơi trên mặt nước, chứ không được là bơi đứng ở phía dưới. Còn chưa nói tới nguy hiểm đạp miễn chai rồi đó, mình bơi là phải chân không, phải đi xuống không đạp, nhầm khi có miễn chai ở dưới, có đinh ở phía dưới á, đạp phía dưới. Còn chưa nói tới những cái chỗ mà nguy hiểm hơn là có cá mập, cá sấu rồi đó, thì dùng biển là thấy mình cái đó thì nó hy hữu hơn, nó ít hơn. Cho nên á là không những tháng cô hồn cũng không được bơi cái chỗ ao sâu, nơi lạ, hồ sâu, sông sâu. Cái điều là không có được hù dọa người khác trong tháng cô hồn, tại vì hù dọa người khác hồn của người ta sẽ bay, sẽ tán tâm á, gọi là hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, mình hù người ta cái hồn phi phách tán, cái tháng cô hồn, hồn phi ra cái cô hồn nó rước đi luôn à. Cho nên người ta nghĩ vậy đó, nên là người ta kêu không có được hù dọa người ta giật mình. Nhưng mà không phải tháng 7 không đâu, tháng bình thường hù dọa cũng không được nữa. Quý vị biết không, có người á, người bạn ở phía sau hù một cái, vỗ tay nè, vô hai lỗ tay nè, gặp mừng quá đó vỗ vô bể màng nhĩ, làm là không nghe được gì luôn, bị điếc lỗ tay luôn. Do đó mình cũng phải biết, chứ vỗ hai tay mình vỗ vô lỗ tay người ta là cái sức mà nó ép không khí đó vô mạnh quá làm màng nhĩ bị bể luôn. Hoặc là mình hù người ta đó, giật mình một cái một ta thoát tim, nhằm khi người ta xỉu luôn. Nên dần dần thì không những là tháng cô hồn, tháng bình thường cũng không được làm chuyện đó. Người ta giật mình. Nhất là những cái người mà chạy xe mà nẹt ga, nẹt vô á, nghe hụ hụ, nghe éo 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 rồi, cái đó là không được. Nếu mà mình á mà nẹt vô như vậy đó quý vị, thì chính cái mà mình nẹt vô đó, mình làm cho người ta giật mình, sợ hãi trên đường, và đó mình sẽ bị quả báo. Kiếp sau thế nào mình cũng bị bệnh tim, không tim này cũng tim kia. Do đó không được hù dọa làm cho người ta giật mình. Cái điều thứ 10 á là không nên thức quá khuya. Tại vì người xưa á nói là bất kỳ ai, người lớn người nhỏ gì đó, thức khuya trong tháng cụ hồn. Tại vì càng về khuya á là cụ hồn càng đi lãng vãng càng nhiều. Mình thức khuya á là cái cơ thể mình nó yếu, mỏi mệt đó, thì dễ khế hợp với cái thế giới cái đó. Cho nên đó là người ta sẽ đi theo. Do đó không nên thức khuya để giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà theo thầy thấy không phải tháng 7 không, tháng nào cũng vậy chứ không được thức khuya. Tại vì ban đêm cơ thể mình nó tổ hợp các cái chất. Cơ thể á nó sanh ra các cái chất sinh tố. Khi mà quá trình vận động hóa học ở trong cơ thể mình hấp thụ nước, muối khoáng, hấp thụ các cái chất dinh dưỡng vào cơ thể của mình. Cho nên á là mình á là không có được thức quá khuya. Người thức quá khuya nó sẽ mất đi chất dinh dưỡng, càng ngày càng hao mòn chất dinh dưỡng. Người thức càng khuya chừng nào á thì nó già nhanh chừng đó. Nên ta thức sáng đêm tóc bạc trắng đó, rồi càng thức lâu và đêm nhiều chừng nào á thì mặt mình nó khô, càng nó già đi chừng đó. Cho nên nó không được thức quá khuya. Cái điều thứ 11 đó quý vị, không có nhặt tiền rơi
Tại vì cái người xưa người ta quan niệm á, tiền rơi nhầm khi tiền ta cúng cô hồn ta thấy ngoài đường á, rồi cô hồn á nó sở hữu, rồi mình lấy tiền đó đó cô hồn đi theo, và cho nên là không được nhặt tiền rơi. Nhưng mà theo thầy thấy là cái tiền rơi á mình nhặt phải trả lại cho người khác, cái đó mới là cái hay đấy. Nếu tiền nó lớn còn á là mình nhặt á đừng có tham, tại vì người ta mất tiền á người ta cũng rất là khổ, cho nên mình nhặt được tiền rơi á nên trả lại cho người ta. Còn kiếm không ra người trả lại cho người ta thì mình cũng cho những người khó khăn, hoặc là mua gạo hoặc là mua gì đó cho những người khác thì đó là điều tốt nhất, chứ không phải riêng gì tháng cô hồn. Cái điều thứ 12 á là người ta khuyên á là tháng 7 á không nên làm những cái việc lớn mà dốc hết vốn liếng vào trong đó, nó sẽ có rủi ro cao. Tại vì ví dụ như mình có 100 triệu rồi dây tiền thêm nữa, mình làm lớn mà, làm đại sự mà làm lớn, rồi tháng 7 á thường hay á là nó không tốt, rồi rủi bể hết sao. Dân gian người ta đã khuyên là không nên làm việc lớn dốc hết vốn liếng vào trong tháng 7, tháng cô hồn. Nhưng mà theo thầy nghĩ, theo marketing học á, thì cũng không nên á là dùng hết tất cả vốn liếng của mình mà đi bỏ vào một chỗ, tại tất cả nó đều có rủi ro. Nếu lỡ rủi ro nó thua lỗ thì sao? Ở trên này cũng có chú đó, nó có 3 cái nhà mặt tiền đường, nó đi cầm ngân hàng hết, rồi dây tiền thêm nữa mua đất, mua bán đất á, kinh doanh bất động sản. Mà 3 cái nhà, một cái nhà cho thuê không cũng mấy chục triệu một cái á, mặt tiền á. Nhưng mà mua đất vô bán ra, bán vô bán ra, rồi bán không được làm sao đó. Rồi cuối cùng đầu 5-7 năm sau đó, bán hết 3 cái nhà, trả không hết nợ, ở nhà trọ luôn, ra ngoài vẫn còn thiếu nợ. Nếu người bình thường ta ăn phận với 3 cái nhà đó đó, người ta cho thuê cái 20-30 triệu một tháng cũng 6-70 triệu rồi, cũng sống ngon lành ngon ơ luôn rồi, mà cái nhà vẫn còn đó. Cho nên nếu mà mình chút hết vốn liếng vào một cái nơi để mà làm á thì là đừng có bao giờ làm đó nó rủi ro. Cho nên ông bà mình cũng thâm trầm lắm, nhất là tháng 7 nói cho mình không nên làm đó, chứ thực ra tháng nào cũng không nên làm đó hết đó, không có gì. Cái điều thứ 13 là không nên thề thốt, tất nhiên là không nên thề thốt và không nên nói tục tiểu trong tháng 7. Từ cái tháng nào cũng vậy chứ nghe. Nói là tháng 7 linh lắm, có cô hồn xung quanh nó mắc lời thề. Rồi ví dụ như là cô hồn xung quanh đó mất cái lời thề, rồi không có cô hồn đó có chư thần còn mắc lời thề không, cũng mất lời thề gì. Cho nên không được thề thốt. Có nhiều người là thề cúng cái này cúng cái kia, thường hay ở dưới quê là thề vậy đó. Ví dụ tôi làm được cái này tôi cúng con gì đó là mắc lời thề đó quý vị. Rồi người ta nói là nếu mà mình thề vậy đó, ngay chẳng giờ linh có cô hồn đó đó, người ta theo mình hoài, mình không cúng theo cái lời thề đó là người ta phá mình, vân vân. Ta nghĩ tháng cô hồn thì cô hồn ở chân đó, nhưng mà theo thầy nghĩ cũng không nên thề thốt vậy nữa. Là tại sao không nên là thề thốt vậy? Tại vì là mình thề thốt vậy thì nó không hay. Tại vì là mình thề là mình bất lực rồi đó, mình mới thề. Còn người ta còn lực là người ta không có thề. Khi thề người ta bất lực rồi, người ta thề thốt cái này, thề thốt cái nọ. Rồi người ta nói tục tiểu này, tục tiểu nọ, giận hờn sân si. Cho nên thường hay thề thốt á
là không bao giờ ở trong một cái trạng thái tâm bình tĩnh cả, không bao giờ thề thốt với cái tâm hoan hỷ cả, mà toàn là bực dọc với mất bình tĩnh không à, ta thề thốt á. Cho nên ta bất lực là bực mình, ta giận hờn, ta sân si, ta thề thốt. Thì không phải là tháng cô hồn tháng 7 cũng không có nên thề thốt gì nữa. À, nếu thề thốt vậy đó là vô tình là nuôi dưỡng tâm phiền não và mắc cái lời thề. Mắc lời thề mắc ở đâu? Mắc ở trong tâm của mình à. Tại mình thề là trong tâm mình nó ghi nhớ à, cái lời thề đó vào trong tâm của mình. Khi nào mà mình chưa trả đó thì cái tâm mình nó nhắc mình hoài à, cho nên đó là cũng không được. Điều thứ 14 á, à, tuyệt đối không chặt cây lâu năm vào trong tháng 7 cô hồn. Cái cây lâu năm á, ông bà mà nói là có chư thần, chư thiên người ta ngủ ở đây đó đó. Nếu mình chặt vậy đó là người ta sẽ quở mình, người ta không đồng ý, người ta không có chỗ ở, cho nên không có chặt cây lâu năm. Nhưng mà theo thầy thấy đâu cần á, tới tháng 7 đâu, tháng nào cũng chặt cây lâu năm cũng tội chứ. Là tại sao? Tại vì cây người ta trồng lâu năm cực khổ vậy á, mà mình đem đi chặt. Cái cây á, nó quang hợp sanh ra oxy và nó hút đi khí carbonic. Con người mình hút oxy và nhả ra khí carbonic. Cho nên cái cây á, với con người mình là bạn rất là thân. Không có cái cây á, con người mình sẽ chết và các cái loài động vật sẽ chết. Con người với các loài động vật á, là bao giờ cũng thở, mà thở nhờ á, cái không khí, mà trong không khí có chứa oxy. Nên những cây cổ thụ, cây càng to càng lớn chừng nào á, thì cái tàn lá càng lớn, chứa cái lượng oxy lớn khi nó quang hợp. Và đồng thời á, ở trên cái lá nó có những cái lông nhỏ nhỏ, nó sẽ hút bụi vào ở phía bên trong, nhất là bụi mạt bụi á. Nó làm cho trong sạch cái môi trường. Nên mà mình chặt cây á, là mình phá hoại môi trường, và mình á, là hại cái người bạn thân của mình là thiên nhiên. Đâu cần phải là tháng 7 đâu. Tháng nào mà chặt cây phá rừng à, đều là bị cái nghiệp xấu ác, chứ không phải là những cái điều tốt đẹp. Cho nên dầu tháng nào đi nữa cũng không được à, chặt phá những cái cây lớn. Điều 15 á, à, không nên thả bỏ tiền mặt cúng cô hồn, tiền thật á cúng cô hồn. Có nhiều người á, người ta chế ra là đốt tiền thật, thả tiền thật. Cho nên á, khi mà đám tang người ta đi á, lâu lâu ta thả tờ tiền thật, lâu ta thả tờ tiền thật á quý vị. Thì ông bà nói là ông nên thả. Tại sao? Tại nó phí tổn phước. Tiền mà để xài giờ mình dục bỏ nó hư mất cái đồng tiền đó rồi. Nên á, đâu phải là tháng 7 không, mà tháng bình thường chúng ta không nên thả bỏ xả đó nữa. Nếu bình thường mà mình xả bỏ đó mình cũng bị tổn phước nữa. Tiền mục hư không nói, còn tiền xài bình thường được mình đi quăng đi bỏ, mình lại cúng cho cô hồn. Nhưng mà cô hồn là một thế giới khác, là đâu có tiền xài tiền của ngân hàng của mình. Mình suy nghĩ kỹ không? Người ta ở thế giới khác thì đâu bao giờ xài tiền thế giới này à. Nên đó quý vị đừng có là thả tiền. Có nhiều người thả cả tiền 500 ngàn đó kìa, thả luôn à. Ta tính đâu là tiền nhiều á, là cô hồn thích ham quay lại độ người ta. Nhưng mà thật ra là cũng không có đâu à, quý vị thả tiền đó bị tổn phước á.
giấy tiền vàng bạc thì được mà ít thôi, truyền thống phong tục tập quán thôi, chứ không phải là cái mà tuyệt đối như vậy. Cái điều cuối cùng đó quý vị, tuyệt đối không trú núp dưới gốc cây vào ban đêm. Tại vì vào ban đêm ở dưới gốc cây đó đó thì có các cái vong linh cô hồn người ta tá túc. Nếu mà mình vào núp ở bóng cây ban đêm đó thì rất là nguy hiểm. Cái này người xưa người ta nói thôi, nhưng mà theo thầy nghĩ á, là người xưa thâm thúy hơn chút xíu. Vào ban đêm á quý vị, rắn rết con này con kia ở trong cái nhánh lá đó đó, nhằm khi mình núp dưới gốc cây á, mình đụng vào trong đó rất là nguy hiểm. Đâu biết con gì ở trong đó. Ban ngày thì mình còn nhìn thấy, chứ ban đêm sao nhìn thấy được. Cho nên không phải là tháng 7 không, mà dầu cho tháng nào cũng vậy, cũng không có được á, là ở ban đêm mà núp ở dưới các cái gốc cây tán lá xum mà tối thui xum xê đó, cũng không được núp ở dưới. Đó là những điều mà cấm kỵ, là người xưa, tức ông bà mình cấm kỵ trong tháng cô hồn. Rồi bây giờ á, ông bà mình á dạy, hồi nãy thầy giải thích á, là tại sao nó có nguyên nhân thâm thí trong đó. Rồi bây giờ á, là ông bà mình dạy cái tháng 7 cô hồn nên làm cái gì để gia đình mình được tốt đẹp hết nè, tốt đẹp từ trong ra ngoài luôn á, là làm cái gì. Cái điều thứ nhất á quý vị, thì ông bà mình á kêu là nên đi tảo mộ, thăm mộ, làm sạch đẹp mộ của người thân. Đó là điều thứ nhất. Có nhiều người quan niệm ngày xưa đó, nếu mình làm sạch đẹp mộ người thân á thì ông bà mình cho là mình có hiếu, cho nên có hiếu nên độ mình làm ăn được dữ lắm. Cho nên tháng 7 á, người ta đi làm cỏ, nền mộ, nền mã, người ta đi quét vô, người ta sơn lại, người ta cúng kiến ông bà mình. Ta nói là ông bà thấy mình có hiếu á, nên là độ dữ lắm, làm ăn đâu chúng đó, làm ăn đâu chúng đó, hên lắm. Nhưng mà theo thầy nghĩ á, là ẩn tàng phía bên trong là cái khác. Tại tháng này là tháng Du Lan, cho nên phải thể hiện cái tinh thần hiếu thảo của con cái với ông bà. Mà hiếu thảo với ông bà đã khuất thì phải hiếu thảo với cha mẹ ông bà còn hiện tại. Cho nên đó là truyền thống tốt đẹp mà ông bà mình muốn giữ gìn. Cho nên đó là đi tảo mộ, nhớ uống nước, nhớ nguồn trong tháng Du Lan. Nhưng mà trong kinh Nhân Quả Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật cũng nói là báo hiếu cho ông bà cha mẹ là một trong ba phước báo lớn nhất thế gian mà. Nên đó, người nào mà tháng 7 này đi tảo mộ, viếng mộ, cúng ông bà, làm sạch đẹp khu mộ đó thì sẽ được cái điều tốt đẹp. Thì đó là điều đương nhiên, đó là phước, sao không tốt đẹp được. Nếu chúng ta làm vậy đó thì là chúng ta sẽ tạo nên phước lành vì chữ hiếu thảo của mình đối với ông bà cha mẹ mình. Thì sanh ra phước báo là đúng rồi, là phải rồi, là đường nào mà sai. Nên ông bà mình khuyên làm điều đó. Cái điều thứ hai á quý vị, trong cái tháng 7 á, nên đi chùa thắp nhang cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu làm ăn cho gia đình. Ông bà mình khuyên vậy đó. Tới cái tháng 7 á, nên đi chùa. Đi đâu? Đi chùa chứ không phải đi nhậu. Đi đâu? Đi chùa chứ không phải đi quậy. Cho nên tháng 7 làm công quả là đúng rồi đó. Tháng 7 á, là đi chùa thắp nhang cầu nguyện, đi cúng, cúng dường. Tháng 7 có cúng dường trai tăng tự tứ, cúng dường Du Lan, cúng dường xây dựng, dân dân, cúng gạo chùa. Nên á, ông bà mình nói là tháng 7 nên làm á, là phải đi chùa trước tiên cái đã, để tạo phước lành. Thì dĩ nhiên đi chùa là có cơ hội làm phước, có cơ hội tạo phước, có cơ hội học pháp. Dĩ nhiên đi chùa cũng có số lấn cấn, có một số người, nhiều người đi chùa á, ta nhiều chuyện, rồi đi chùa á, làm mất trật tự trong chùa, rồi đi chùa á, là lấy đồ trong chùa, đi chùa rồi làm việc sai, xả rác đồ, vân vân. Thì đó là điều không tốt. Nhưng mà đa phần đi chùa thì với cái lòng tin,
Tam bảo đa phần là đi chùa với cái tâm muốn hướng về tam bảo, cho nên đa phần đi chùa là tốt. Nên ông bà mình dạy cái điều thứ hai nên làm là phải đi chùa. Cái trước đã, cúng dường bố thí, đi chùa công quả, đi chùa lại Phật, dần dần đều tạo ra phước báo công đức hết. Thì mình có để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, đó là điều quá tốt rồi. Cái điều thứ ba, trong tháng 7 nên làm nhiều việc thiện, tức làm phước. Ông bà mình đã khuyên mình trong tháng 7 là nên làm nhiều việc phước. Đâu cần tháng 7 đâu, tháng nào làm được phước hết trơn á quý vị. Nhưng mà tháng 7 làm phước để hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Như kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan thấy không? Cúng dường chai tăng, kinh Địa Tạng thì làm phước bố thí, cúng dường giúp đỡ người nghèo khó, hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Thì chính là chúng ta làm phước mà hồi hướng đó, mình sẽ được phước và ông bà cha mẹ mình sẽ được phước luôn. Mà đã có phước rồi á quý vị thì làm gì cũng được chứ, còn không có phước thì không có làm gì được chứ. Quý vị biết là trong cuộc sống mà không có phước cái coi thảm thê lắm. Con người ta không có phước không có tiền, con người ta không có phước không có sức khỏe, con người ta không có phước bị người ta ăn hiếp, con người ta không có phước làm ăn thất bại, con người ta không có phước là không có làm gì được chứ. Cho nên là cái tháng 7 cần phải làm nhiều phước báo để hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Cho nên có nhiều người người ta dành dụm, người ta để con heo bỏ ống, tới tháng 7 người ta khui ra người ta làm để mình được phước và mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Cái điều thứ tư đó quý vị là trong tháng 7 hạn chế sát sinh, không được giết vật. Tại vì giết vật nó trở thành nên quan gia trái chủ của mình sau này, cho nên tháng 7 không được giết vật. Thì đúng rồi, đâu cần tháng 7 đâu, tháng nào giết giới cấm sát sanh là cái thứ nhất đầu tiên. Tại vì sát sanh là các loài chúng sanh đau khổ nhiều nhất, cho nên nếu mà chúng ta sát sanh thì tạo ra một cái quán khí, tạo ra cái quan trái đối với các loài chúng sanh, nhất là người con Phật, giữ thương yêu tha thứ cứu giúp thôi, chứ không có được giết hại muôn loài vạn vật chúng sanh. Nên ông bà mình là khuyên không có sát sanh trong tháng 7 là một điều rất là thâm thí. Bình thường thì sát sanh là nhiều dữ lắm, trong tháng 7 là nhằm khi người ta nguyện trong tháng này là không giết con nào hết. Cái điều thứ năm á quý vị, ông bà mình khuyên nên ăn chay trong tháng 7 ít nhất là 2 ngày, ngày Sóc Vọng, ngày 15/1. Nên ăn chay 2 ngày. Nhưng 2 ngày hơi yếu Lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Nên ăn chay tháng 6 ngày 10 ngày. Chứ ăn chay mà chỉ có 2 ngày hơi yếu quá. Nhưng ông bà mình muốn tập cho con cháu ăn chay để bớt đi nghiệp sát, ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi, ăn chay để cho tâm hồn mình thanh nhẹ. Cho nên ông bà mình khuyên ăn chay 2 ngày thôi, ngày Sóc Vọng 15 với 11 thôi, còn mấy ngày khác thì ăn mặn bình thường. Nhưng mà nếu mà trong tháng 7 này phát tâm ăn luôn tháng là tuyệt vời. Có nhiều người phát tâm ăn tháng 3, rồi tháng 7, tháng 10, tháng Giêng chứ tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Có nhiều người ta phát tâm một năm ăn chay 3 tháng luôn để cầu phúc cho con cái, cầu phúc cho cha mẹ và cầu bình yên cho mình và gia đình của mình. Cho nên nếu quý vị thấy ăn chay nó bình thường vậy đó, chứ ăn chay là đem lại nhiều cái lợi ích về mặt tâm linh lắm. Con người thường hay ít ăn thịt chúng sanh đó, là cái tánh cũng bớt cái bốc quả lên đó. Mình tha thứ, mình phóng sanh, mình cứu giúp như vậy chứ là nó tạo thành một cái tình thương yêu
Còn mình giết, mình ăn thịt, nó tạo nên cái quán khí, cái quán hận về sau. Cái điều thứ sáu á, ông bà mình khuyên nếu biết tụng kinh, trì chú, niệm Phật thì nên tụng kinh, trì chú, niệm Phật trong tháng 7. Tụng kinh á, thì tháng nào cũng tụng được. Tụng kinh á, là hiểu lý kinh. Tụng kinh á, là công phu tu tập. Trì chú niệm Phật cũng vậy, làm cho tâm mình nó thuần thiện đi, làm cho tâm mình nó nhớ tới tu hành đi, mà đoạn diệt những tâm phiền não như là tham sân giận hờn ghét ghen. Cho nên không riêng gì tháng 7, cái điều nên làm á, tụng kinh niệm Phật trì chú là cái điều rất 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 là đáng nên làm những người con Phật. Quý vị biết là mình không tụng kinh á, thời gian á, là tâm mình, nếu không tụng kinh mà không xài pháp khác nha, tức là không tu pháp khác. Ví dụ mình không tụng kinh phải ngồi thiền, không ngồi thiền cũng phải niệm Phật, không niệm Phật cũng phải chánh niệm. Còn nếu mà không có các cái đó mà không tụng kinh luôn, người ta quên luôn tu. Nhằm khi tụng kinh á, không phải là Phật, nhưng mà tụng kinh á, nó sẽ nhắc nhở cho mình thời khóa công phu tu tập. Còn mà mình không có tụng kinh đó thì như là không có ai nhắc nhở thời khóa công phu tu tập. Cho nên đó là mình quên tu đi. Nên cái tụng kinh đó là rất là thiết yếu, rất là quan trọng đối với mọi người, nhất là ở nhà mình đó, ngày hai thời lắng lặng công phu diệt chi, dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Cái điều thứ bảy đó quý vị, dầu cho bất kỳ ai, chúng ta cũng nên ăn nói vui vẻ, nhã nhặn. Ta quan niệm tháng 7 này nè, mà nói không vui vẻ, nhã nhặn ở chừng bị người ta đánh, mà bị cô hồn nhập. Nhưng mà thầy nghĩ thôi, tháng nào không vậy chừng á, không có cô hồn mà gặp người nóng tánh người ta cũng đánh à. Cho nên mình ăn nói mình ác nộ này nọ người ta, là người ta cũng là đánh mình à. Chứ không cần gì phải tháng 7 chứ á. Cho nên đó, cái người mà con Phật á, cần á, phải có cái sự ăn nói nhã nhặn, ăn nói vui vẻ, ăn nói chân tình, ăn nói lễ phép, ăn nói kính trọng, nói khiêm cung. À, như vậy thì là sẽ được nhiều cái phước báo, nhất là ở chùa. Dầu làm công quả hay là mình tu tập, mình gặp người ta mình cũng phải xá chào A-di-đà Phật, thể hiện cái sự khiêm cung lễ phép của mình đối với người khác. Chứ mình nghĩ ở chùa mình tu dữ lắm, mình gặp người ta mình ngước cái mặt lên không, người ta nói trời ơi ở chùa mà không biết phép tắc lễ phép gì chứ, ở chùa mà không có nguyên tắc gì chứ, ở chùa mà không có tu gì chứ, thấy không? Cho nên mình ở chùa mình gặp người ta cũng gật đầu nói chuyện nhỏ nhẹ, dầu cho dẫn chín xe 10 vàng gặp tướng thấy ghét cũng phải là A Di Đà Phật. Tập từ từ cho cái tâm của mình á, nó được hòa nhã, được nhẹ nhàng. Cái điều thứ bảy á, ông bà nói là trong cái tháng 7 này nên làm á, là không nên tham gia vào các việc cãi giả, xung đột, đánh nhau. Tại vì là cô hồn lãng giảng đó, nó cãi giả hồi là chưa cãi nó đã giả mình rồi. Còn nếu mà đánh nhau á, thì rất là nguy hiểm mà. Cho nên đâu cần tháng 7 đâu, cãi giả, xung đột, đánh nhau là nguy hiểm, là cái nơi đó nơi nguy hiểm. Nếu chúng ta muốn tránh duyên ác thì đừng bao giờ tới nơi đó. Một câu nhịn bằng chín câu lành. Nên người khôn á thì người ta nhịn, còn người không khôn mấy á là cỡ nào gọi là cũng thi, dân gian tạo gọi là cương á, cỡ nào cũng thi, chiến đấu tới cùng mà không có vinh quang. Cãi lộn mà vinh quang gì, đánh lộn mà vinh quang gì,
Phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mà có ra đi nữa cũng vinh quang. Còn đằng này cãi lộn mà đánh lộn nhau mà vinh quang cái gì. Cho nên đâu cần tháng 7 cô hồn khỏi nhập đi nữa mà nóng giận sân si đánh hồi là cũng gây án. Rồi đổi thừa cô hồn, nhầm khi cô hồn đó là không phải, không phải em, sao mà đổi thừa. Như ông kia, ông với ba ông cự nữ gì đó, ông chửi ba ông, quay ông quánh ba ông luôn. Qua bữa sau ông gặp thầy, ông là thầy, thầy không biết lúc đó cô hồn gì nó nhập con không biết nữa. Mà con hết biết đường luôn, không kiềm chế được luôn, con chửi ba con, đánh ba con. Trời, phải có mấy ông cô hồn đó, mấy ông nói là không phải em anh ơi, bữa đó em nhìn anh không à, chứ em đâu có nhập vô anh đâu, mà anh tự anh quánh ba anh, mà giờ anh đã thừa em. Cái đó là gì? Là sân si, là vô minh, là không có lễ độ, không có lễ phép. Cho nên bị sân si giận quá, mất khôn á, còn ngu á. Cho nên nóng giận sân si quá, làm bậy thôi, chứ cô hồn nào nhập mà đổi thừa người ta. Nhầm khi người ta cũng là mất cái thân này thôi, chứ còn đổi thừa người ta. Để nhập đâu, ông làm tầm bậy, ông đâu thừa người ta không à. Nhầm khi cô hồn ta tu sao, ta niệm Phật ta tu sao. À, cho nên đó quý vị đừng có đổi thừa người ta. Mình hãy kiềm chế cái tâm ma của mình, kiềm chế tâm giận hờn sân si của mình à, thì á, là cái đó mới là cái điều tốt đẹp chứ. Cái điều thứ 9 đó quý vị, khi thấy người khác gặp tình huống nguy cấp, tai nạn thì nên ra tay giúp đỡ. Trong tháng 7 làm điều đó phước báo lắm, hồi hướng. Người mà khốn cùng, người mà khó khăn, cái người mà nguy cấp nguy khốn à, mình phải ra tay à, giúp đỡ, an ủi người già cả ốm đau. Tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Nhằm khi trái tim mình khô cằn sỏi đá, người ta cần giúp đỡ, gặp mình nó cần giúp đỡ nhưng mình không có chịu giúp, mình ngó ngang, mình nằm lơ rồi. Nên đó, gặp những lúc nguy cơ, nguy cấp thì hãy nên đó, giúp đỡ cho người ta, giá nào cũng giúp. À, không giúp mà nhiều cũng giúp ít à, chứ đừng có bao giờ mà làm lơ trước những cái khó khăn, trước những cái đau thương à, của những người khác. Đây là cái nên làm chứ, đâu phải tháng 7 mới nên làm chuyện này. Tại cái này tạo ra phước báo. Nói với giúp đỡ người ta khó lắm. Lấy của người ta thì dễ, chứ mà mình giúp đỡ cho người ta thì vô vàn những khó khăn. Trong tâm mình nó không có chịu à, là giúp đỡ cho người khác. Mà ở trong tâm mình nó muốn lấy của người ta. Lấy càng nhiều à, thì càng tốt à, chứ nó không có muốn á, là giúp đỡ. Nếu mà giúp đỡ người ta trong lúc khó khăn, nguy nan, bệnh tật, ốm đau, nghèo khó, rồi khánh kiệt, thì mình giúp đỡ trong những trường hợp đó nó quý lắm. Nó là tiền bạc không có là bao, nhưng tình với nghĩa lớn lao vô cùng là chỗ đó. Nhằm khi ta khó khăn thật sự mình giúp đỡ, nhằm khi ta nhớ suốt đời. Còn người ta không khó khăn à, mà mình giúp đỡ à, thì người ta đâu có quý. Nên ông bà mình nói á, một nắm khi đói bằng một gối khi no à, có nghĩa là bằng đây là gì? Là cái sự tôn trọng của người ta, cái sự kính trọng, cái sự nhớ ơn
ở trong lòng của người ta, nó sẽ bằng những cái lớn như vậy đó, chứ không phải là một nắm khi đói bằng gói khi no, sao không bằng được, có một nắm sao bằng gói. Là người ta đang nói tới cái sự quý giá của sự kính trọng của người được giúp đỡ. Cái điều số 10 đó quý vị, nếu có đi đâu á thì cần phải về nhà sớm, chứ đừng có đi lang thang nhiều quá. Ý cái điều này á, đâu cần phải tháng 7 đâu. Đi đâu phải về nhà mình coi sóc gia đình nhà cửa, chứ đi lang thang tùm lum hết trơn. Rồi ở đâu ai đâu chăm sóc nhà, sắp cửa, coi nhà, coi cửa, rồi là chăm con, chăm cái, rồi lo vợ, lo chồng. Nên là đâu cần tới tháng 7 đâu, tháng nào cũng được chứ. Đi đâu phải về nhà, lo cho gia đình mới đến nhà, mới yên vui hạnh phúc được. Có nhiều người đi là biệt luôn, không lo gì luôn. Như có con kia có đi làm công quả, để bỏ hai đứa con ở nhà không ai lo chứ. Nhỏ bệnh vô bệnh viện, ông chồng điện ơi bà ơi đi về, con nó nóng sốt vậy, sốt xuất huyết rồi nè. Bà là ông lo đi, tôi tu rồi, chuyện đời không có vướng bận nữa. Mình tu là đồng ý là tu, chuyện đời không có vướng bận, có nghĩa là gì? Là danh là lợi á, nó không có vướng bận. Chứ không phải chuyện đời là chuyện đứa con mình bị bệnh là chuyện đời, mà chuyện đời đây là danh là lợi là tình là dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ mình không vướng bận thì đúng. Còn cha mẹ mình bị bệnh hoạn, con cái bệnh hoạn, chúng sanh cần thì mình phải giúp chứ, chuyện đời không vướng bận gì đấy. Nên nhiều khi người ta nghĩ những cái nó không phải là như vậy. Nên đời đây là về danh lợi tình, những cái món dục làm nguyên nhân của đau khổ. Cho nên người ta tập, người ta không có vướng bận những cái đó. Chứ không phải là không có vướng bận về con cái của mình không cần giúp đỡ, hay là cha mẹ mình già yếu mình không cần nuôi nấng đâu, không phải. Cái điều kế tiếp đó quý vị, là nói khẽ đi nhẹ trong tháng 7 là tốt nhất. Là người ta nói lớn á, là cô hộ không nghe, đi mạnh á, là cô hộ không nhập. Ở đâu phải làm gì? Nói khẽ đi nhẹ để giữ không có động chúng xung quanh, nhất là tu tập ở trong chùa hoặc ở nhà mình cũng vậy nữa. Một người mà đi nhẹ nhàng là một người có chánh niệm. Một người nói khẽ là một người có kiểm soát lời nói. Cho nên á, mình nói khẽ là mình có kiểm soát lời nói, thì cái lời nói ra nó nặng ký lắm. Còn mà chúng ta không có kiểm soát lời nói, mình nói ào ào, nói ào ào, nói nặng lời vân vân. Còn đi khẽ là có kiểm soát vì cái chân của mình là thân. Mà người có kiểm soát về thân á, là người đó có quán thân ở trên thân. Người đó có công phu tu tập thì người đó mới có chánh niệm, người ta mới là đi nhẹ nhàng được. Chứ còn bằng không á, đi cũng bịch. Nói thì nói ầm ầm rầm rầm la không. Có những người là người ta nói bình thường được rồi, còn la làng không. Nhất là đi vô chùa, đi giếng chùa, rồi hai bên nói chuyện đời mà nói la lớn không, mà làm người ta nhìn mình ta không có quan hỷ. Ông bà mình khuyên á, cái điều kế tiếp á quý vị, nếu đi đám tang về nên thay quần áo, rửa mặt tay chân, rồi là không tiếp xúc với trẻ nhỏ.
cái này không riêng gì tháng 7, tháng nào cũng vậy. Tại vì tháng đám tang á, thường là người mất, mà người mất á thì ta bệnh hoạn, cho nên á, cái thứ nhất là cái trược khí, thứ hai là dây trùng. Nếu mình đi đó đó, nó có bị nhiễm một phần á, thì về các em bé hoặc cái con vật nó sẽ chất đề kháng thấp, không chống lại được. Cho nên á, thường á, người ta đi về đi đám tang, tại đi đám ma là về người ta giặt đồ hết, ta tắm rửa sạch sẽ để trượt khí nó ra, và để các con vi trùng vi khuẩn nó có lỡ bám lên á quý vị, thì nó cũng bị tiêu diệt. Có những điều mà mình không hiểu hết đâu, cái mình mê tín. Ví dụ nè, cái người mà đi đám tang á, về nhà mà lấy nguyên con ổ gà mới nở, vịt mới nở ra, mà lấy tay mình gờ vô là mấy con đó nó chết hết nè. Ở dưới quê thầy thấy cái đó là không phải dị đoan đâu, có gì là khoa học đó. Có nghĩa là nó bị cái gì đó về mặt đề kháng, nên đó, nhằm khi người ta giải thích, người ta là lúc đó là cái âm khí. Nhưng theo thầy thấy là một chuyện khác. Các cái con vật mới nở, cái đề kháng nó rất là thấp, chỉ cần một lượng nhỏ con vi trùng, vi khuẩn thôi là nó cũng không có vượt qua khỏi. Cái điều cuối cùng á quý vị, ông bà mình khuyên hồi trước tới giờ á chưa có cúng cô hồn, thì bây giờ đừng có bày ra cúng. Không nên cúng. Ý sao, ủa tháng 7 cụ hồn nhiều quá sao không cúng? Ông bà mình khuyên hồi xưa giờ chưa cúng á thì thôi đừng cúng luôn, đi lại chùa gần gần cúng thôi, chứ đừng bày nhà ra cúng. Ông bà giải thích á là nếu mình bày ra cúng vậy đó thì mình không có biết cách cúng á, người ta vô hoài, người ta ăn quen người ta vô hoài, rồi mình không cúng á người ta phá mình. Cho nên đó, không có cúng, không cúng luôn. Còn lỡ cúng mà phải cúng theo định kỳ, hay lỡ cúng không cúng người ta quán mình. Dù ngày đó mình cúng, giờ ngày đó không cúng người ta quán, người ta đợi hoài, lại ngồi đợi hoài khi rủ bạn tới nữa, mà giờ không cúng gì hết trơn á là người ta quán mình. Nên nó lỡ cúng phải cúng, còn lỡ không cúng xưa nay đừng có bày ra. Bày ra mà không hiểu hết đó, nó chỉ có là không có lợi. Nhưng mà theo thầy thấy á, là nhằm khi người ta bày ra ta cúng quá trời, chỉ tốn tiền tốn bạc nè. Người xưa người ta nhìn thấy vậy mà cái kết quả đem lại không biết làm sao. Cho nên đó là người ta khuyên mình vậy. Tháng 7 này không được bày ra cúng linh tinh hết trơn á, mà mình đó là xưa nay là không cúng mà bày ra vậy, cho nên nó không có tốt. Tốn tiền, tốn bạc, tốn thời gian. Có nhiều người á, là các cái lễ cúng cô hồn, đốt giấy tiền vàng mã rồi nhiều lắm có gì. Có người đốt cả mấy chục triệu đó. Cho nên á, cái truyền thống tập quán của mình á, mình lo á, là cô hồn có tiền xài, cho nên mình đốt giấy tiền vàng bạc. Nhưng mà không phải là đốt nhiều người ta hưởng nhiều đâu, mà này là một cái tâm của người sống với người chết, nghĩ ra vậy thôi chứ chưa chắc gì người ta đã nhận được. Không phải bao nhiêu đốt hết bao nhiêu, tốn tiền tốn bạc tiền của, để tiền bạc của đó làm từ thiện, làm giúp đỡ những người còn đang ở trên thế gian này, hoặc là cúng chùa, hoặc là giúp đỡ bệnh, giúp đỡ người nghèo, hoặc là bố thí, hoặc giúp đỡ những người khó khăn. Chứ không phải là mình cúng là sẽ đem lại cái điều tốt đâu quý vị. Ở chùa vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh á, thì vào 4 giờ chiều á là chùa nào người ta cũng có cúng thí thực.
Nên sáng có mấy vị Phật tử hỏi á, là mình cúng cô hồn nên cúng giờ nào cho tốt. Thì theo trong cái đoạn kinh thầy đọc được á, thì Đức Phật dạy chư thiên á, thì dùng buổi sáng, chư Phật á, thì dùng ngọ trưa, còn ngạ quỷ với cô hồn á, dùng buổi chiều với buổi tối. Cho nên á, người ta nói giờ đó là giờ âm á, là cái giờ PM á, là giờ âm. Nên theo tinh thần của cái đoạn kinh mà Đức Phật dạy á, về cái giờ, nên truyền thống của chư Phật là ăn ngọ trưa thôi. Nên khi chúng ta tu Bát Quan Trai, chúng ta ăn ngọ trưa cũng ăn theo truyền thống của chư Phật, để mà tâm của mình hướng đến sự giác ngộ, giải thoát. Chứ mình cũng đâu có thấy. Nên ở chùa đó quý vị cúng cô hồn cúng 4 giờ chiều á, chứ đâu ai cúng 12 giờ trưa hoặc là sáng sớm đâu. Cũng cúng 4 giờ chiều. Mà cái giờ mà những cái loài cô hồn ngã quỷ ăn. Còn còn câu hỏi không? Rồi để cho thầy dạy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thầy ơi, mở máy niệm câu Phật hiệu liên tục suốt ngày, người thân nói bị nhức đầu, vậy hương linh có bị chóng mặt không? Mở máy niệm Phật á, người thân nó bị nhức đầu là tại vì người ta không có thích niệm Phật. Mình á thì mình thích, nhưng mà người ta không thích. Cho nên á, mình mở với cái mục đích gì? Nếu mình mở á, với cái mục đích á, là cho người ta nghe để người ta tu, mà bây giờ người ta nghe người ta sân si đó, như vậy là người ta bị tội do mình mở máy. Còn mình mở để cho mình nghe, mình tu á, thì dặn nhỏ lại để kế bên mình, hoặc đeo cái earphone á, cái đeo cái tai nghe á. Mình muốn mình nghe mà, thì đeo tai nghe giùm cái đi, để khỏi ảnh hưởng những người xung quanh. Nên trên đài radio, ví dụ như là sau 12 giờ đêm á, quý vị hãy tắt, dặn nhỏ âm thanh để khỏi phiền lòng người bên cạnh. Trước khi phát cái tin nào mà sau 12 giờ đêm á, là người ta luôn luôn nói câu đó, các bạn hãy bắt nhỏ âm thanh để khỏi phiền người bên cạnh. Như vậy mục đích của mình á là làm gì? Mục đích mình á là bắt câu niệm Phật để cho người thân của mình nghe, họ quay đầu, phải không? Bây giờ họ nghe họ không quay đầu mà họ lại đau đầu, mình tính làm sao đây? Đó là phương tiện. Nên Đức Phật dạy phải đúng thời, đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nơi, gọi là lục chủng thành tựu đó. Không phải là chỉ mở máy niệm Phật người thân mình mới tu đâu, mà phải đủ duyên. Người ta nghe Pháp, người ta nghe Pháp xong rồi người ta mới thâm nhập Pháp. Từ thâm nhập Pháp ta phát tâm, ta phát tâm ta mới nghe niệm Phật, hoặc ta niệm Phật. Nên quý vị nói là bây giờ hương linh á, nghe có chóng mặt không? Chóng mặt là hình thức, máu nó bơm lên não không có đủ, cho nên chúng ta bị say sẩm mặt mày, chóng mặt. Gọi là thiếu máu não. Hương linh sau khi thân bỏ tại thế gian, máu nó hết chạy rồi, không có chóng mặt. Người ta không nghe bằng lỗ tai, mà người ta nghe bằng một phương tiện khác. Nếu những cái gì mà người ta nghe bằng tưởng, bằng tâm á, thì bắt máy lên người ta nghe không có được, mà người mình niệm người ta nghe được. Ví dụ mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình niệm gì ta nghe được, tại vì mình niệm mình có cái tâm, còn cái máy nó không có tâm, cho nên á niệm người ta nghe không có được, tại vì người ta mất cái thân còn cái tâm, nên người ta nương vào cái tâm để người ta nghe. Còn giờ bắt cái máy, người ta không có lỗ tai, người ta không có phương tiện để người ta nghe, nên người ta không có bị chóng mặt đâu, quý vị đừng có lo sợ nha. Hương Linh á là không có bị chóng mặt. Cái câu 2, thầy ơi, con từ nhỏ tới lớn kiếp này con thấy con sống tốt lắm à, không sai gì hết trơn á, cũng nghe kinh niệm Phật, nhưng con không hiểu sao từ nhỏ tới giờ con đi học thì bị bạn bè xa lánh cô lập, đi làm thì bị đồng nghiệp xa lánh, con đã cố gắng làm thân làm quen lắm rồi, không đụng chạm ai, nhưng con luôn bị cô lập, kiếm chuyện hội đồng và chèn ép, bắt nạt đổ quan nói xấu con. Con không biết như vậy có phải là nghiệp kiếp trước không thưa thầy, con cần làm gì để chuyển hóa ạ? Nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân gần á là mặt mình thấy ghét, lời nói mình thấy ghét, cái tướng mình thấy ghét. Chúng ta có ba cái để mà người ta ghét. Lời nói thấy ghét có nghĩa là mình nói vô duyên á, cái câu nói của mình, giọng nói của mình coi lại mình có chân tình với người ta hay không. Cái thứ hai nữa, mặt thấy ghét. Cái mặt của mình, một là do cấu tạo, hai là nhầm khi á mình xăm, mình trang điểm gì thấy mà nó lố lố sao đó mà người ta không thích, người ta ghét. Cái thứ ba nữa, tướng mình thấy ghét, trong đó cách ăn mặc của mình, tướng đi tướng đứng của mình có quơ thô tháo rồi không, người ta ghét. Đó là nguyên nhân gần. Nguyên nhân gần chỉ coi qua cái lời nói, thái độ của mình, coi qua cử chỉ, cái tướng của mình, coi qua cái mặt của mình, biểu cảm, cái cách thức trang điểm. Thì tất cả những cái đó nó vừa mắt ta chưa, hay là nó lố lăng, hay là thấy ghê, đó là nguyên nhân gần bị người ta ghét. Nguyên nhân xa, người ta cô lập mình, tất cả các cái là tại vì ở kiếp xưa đó mình có quyền hành đó, mình đã dùng quyền uy của mình cô lập người khác, làm cho những người khác ta sống không được gần nhau. Do đó mình du quan người này, du quan người kia, để mình tách người này, mình tách người kia ra theo ý đồ của mình. Mình sử dụng một tâm ác để làm lợi cho cá nhân của mình. Cho nên ngày hôm nay mình giàu tốt cỡ nào cũng bị ta xa lánh, trên đó là quả báo. Nên trong trường hợp này á, mình cần phải có sự sám hối về tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình. Hàng đêm lên bàn thờ Phật sám hối, con á, nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra bao nhiêu tội lầm, quan gia trái chủ, quan trái với cuộc đời, nên hôm nay con đồng xin sám hối. Cái đó để giải quyết cái nguyên nhân gốc phía bên trong. Còn nguyên nhân phía bên ngoài đó thì chúng ta học cách ăn, cách nói, cách biểu cảm như thế nào để gần gũi người ta hơn, để người ta có sự thông cảm cho mình hơn. Còn nếu chúng ta không làm vậy đó thì càng ngày càng sắc khắc sâu. Cho nên đó, người ta ăn hiếp, người ta đổi thừa, người ta gọi là hội đồng. Hội đồng là đông người á, người ta ăn hiếp không phải là một người. Cho nên mình cái gì cũng vậy á, mình nhìn lại nghiệp và nhìn lại mình, hai cái nhìn lại một lúc thì mới được. Chứ đừng có bao giờ đổi thừa người ta không. Tại sao? Đừng có hỏi người ta tại sao. Nên người ta nói á, ông bà nói là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước hết mình phải xem lại mình coi có đúng chưa, có đạt được chưa, có gần gũi chưa, có dễ thương chưa. Bữa nào mình nhờ người quay video clip lại, mình nhìn thấy cái tướng tá mình, cách thức ăn mặc biểu cảm, rồi coi nó làm sao. Nhằm khi mình nhìn lên quay lại, mình nhìn tướng tướng mình mà mình vẫn còn ghét nữa, huống chi ai. Đi cái tướng là giật giật, dách sảnh, dách sảnh, dách sảnh rồi sao.
Rồi cái miệng mình ăn nói, cái giọng nói mình nó nói chua lè, chua lét, nói bạc ngang, không không đầu không đuôi gì chứ. Không chú bác anh em chứ nói chổng không. Tại nhìn ta ghét, hoặc là gặp mình nói những điều xui xẻo không. Hoặc là nói tục, nói thề, cứ thề không, hoặc nói dốc không, ta sợ. Hoặc nói những điểm xấu không. Gặp mà nói tiên tri người này chết, người kia bệnh gì, nhà tan cửa nát mà còn tiên tri gì không. Cho nên ta gặp mình lần sau ta sợ, ta mới chạy trốn chừng sao. Cho nên phải nhìn lại mình. Rồi em ta trả lời một câu nữa nha. Dạ, câu 3, dạ thưa thầy cho con hỏi, tại sao khi con bắt đầu tu học thì nhiều người trước đây chê trách con thì giờ đều gặp y lỗi đó? Có phải nhân quả chỗ liền không? À thưa thầy, ví dụ như là hồi trước người ta chê trách mình, khinh khi mình, khinh dễ mình. Bây giờ mình tu cái tự nhiên cái người đó bị người khác khinh dễ, người khác chê trách. Nên ông bà mình có câu hay lắm, cười người hôm trước hôm sau người cười. Hoặc có câu phương ngôn á, là mình bắn vào trong quá khứ viên đại bác tương lai, viên súng lục tương lai bắn giả đại bác vậy đó chẳng hạn. Đó cũng là khập khểnh thôi nhưng mà cũng có cái ý chẳng. Hoặc giả là quả báo không chống chày. Cái việc này thầy cũng gặp. Mình làm cho người ta sao sao này mình lại yên vậy hả? Người ta sai lầm gì đó mình chửi rủa người ta dữ lắm, cuối cùng mình sai lầm y chang người ta. Bên quận 8 này chứ đâu, 3 năm có thằng cô gặp cần gần nhà, cô có cái sai lầm. Cái người ở kế bên chửi nát hết, gọi là chửi mà chửi nặng lắm á. Nhưng mà 3 năm sau cái người chửi người ta đã sai lầm y cái lỗi đó luôn, mà còn nặng đô hơn cái người mà bị cổ chửi luôn. Quý thấy không? Cái đó rõ ràng là ác lai ác báo. Mà ở trong hiện kiếp này không phải tất cả, mà lâu lâu mình gặp một trường hợp vậy. Họ làm là trong kiếp này họ thấy liền. Lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Nên đa phần á, là người ta làm là tương lai mới thấy. Nhưng còn bây giờ á, là làm là thấy liền tại chỗ, thấy liền tại chỗ. Thì cái đó không phải là tất cả. Nhưng mà tại sao bây giờ á, mình thấy người ta nhiều? Nên ông bà mình có câu ngày xưa á, thì quả báo thì chày. Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Dạ thưa thầy cho con hỏi, nghề nào ở hiện tại có thể kiếm đủ tiền sinh sống và không mang nghiệp ạ? Hiện tại con đang làm nghề bán cây cảnh, cây kiển ạ. Thì nghề này có mang nghiệp không ạ? Con xin cảm ơn. Sống trong trời đất, nghề nào cũng mang nghiệp, trên kể cả từ nghề bán hột sòn cho đến bán hột mít đều phải mang nghiệp hết. Mà chỉ có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác mà thôi. Chứ sống trời đất này mà không có nghiệp sao được? Nghiệp nó chi phối hết tất cả trời đất là khắp ma mà. Nên á, cái nào có hết. Còn nghiệp ác thì là chúng ta hãy xem nó làm khổ cho đời tới cỡ nào. Ví dụ như sát sanh là nghiệp lớn nhất, sinh mạng là nghiệp lớn nhì, vũ khí là nghiệp thứ ba, thuốc độc là nghiệp thứ tư. Nghiệp thứ năm là bán rượu cho người ta uống, người ta xỉn, người ta quậy rồi đó, là nghiệp thứ sáu. Nhưng mà trước khi bán rượu còn bán xì ke ma túy, tại xưa không có xì ke ma túy. Chứ giờ xì ke ma túy dữ dằn hơn rượu. Nên vào thời Đức Phật không có, nên Đức Phật không có liệt kê vào trong cái nghề mà mình làm gây nghiệp nghiệp ác. Không có xì ke ma túy. Bây giờ phải để xì ke ma túy trước rượu mới được. Xì ke ma túy mới tới rượu đá rồi đó. Đá đây là ma túy đá rồi mới tới rượu.
Cho nên á, quý vị á, mới thấy á, là cái nghề cây kiểng thì không phải là sát sanh, không phải là nghề mình làm ác, thì nghề này cũng tạm là nghề thiện, là thiện nghiệp. Quý vị đừng có nghĩ sâu xa quá là trời, cây kiển còn bẻ, ta ẹo 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 đồ quá là nó đau mình rồi thôi. Mình đừng có nghĩ quá gì. À, đối với loài chúng sanh hữu tình trước đi, à, còn cái loài chúng sanh nửa hữu nửa vô á, thì mình xét từ từ. Miễn sao đừng có mua gian bán lận nè, miễn sao đừng có phạm pháp nè, à, miễn sao đừng sát mạng chúng sanh nè. À, thì những nghề đó là tương đối trong đời sống. Quý vị trong đời sống quý vị đừng có nghĩ tuyệt đối. Nên bữa hổm á, có chú Phật tử là thầy ơi thầy, sao con coi kinh nhân quả nghiệp báo cái gì cũng tội chứ, giờ con hết biết làm gì chứ này. Ở đây á, không phải á, là chúng ta tránh hết tất cả các tội lỗi, mà chúng ta tránh được nhiều nhất thôi, những cái tội lỗi lớn nhất thôi. Còn tội lỗi nhỏ thì mình á, cố gắng tránh thôi, chứ không phải là tránh hết tội lỗi được. Ở cái thế giới này thì làm sao có thể là hoàn thiện được, được cái này nó mất cái kia. Thế giới này là được cái này mất cái kia, được tiền mất tình, được tình mất tiền, đen bạc đỏ tình, đỏ tình đen bạc. Ê sừng giống nhau mà. Cho nên bây giờ ví dụ như á, mình được cái này nó sẽ mất cái kia. Trong cái thế giới này nó vậy đó. Mình được tiền nhằm khi mình phải tội chút xíu chỗ này. Ví dụ như vậy trong thế giới, nên đừng có bao giờ mà nói được cái này được cái kia. Thế giới này không có được cái này gì được kia, mà được cái này mất cái kia. Nên chúng ta hãy làm cách tương đối, được nhiều mất ít thì người ta làm, chứ đừng bao giờ nói là được hết tất cả cái thế giới này. Thế giới này là được cái này mất cái kia. Ví dụ như á, là mình trồng có củ khoai thì mình cũng phải đào dòng khoai lên đứt con trùng, thấy không? Nó mất đi một chút cái phước của mình, nhưng mà cái lợi nó đem đó nó lớn hơn. À, cho nên thế giới tương đối này quý vị đừng có làm theo kiểu tuyệt đối, mà mình cứ nghĩ làm theo tuyệt đối à. Kêu quy y Tam Bảo, thầy con tội nát chứ quy y tu gì được, bên chừng nào con hết tội con mới quy y. Ông hết tội ông quy y làm gì nữa? Mình quy y để tìm cách học giáo lý mà mình vượt qua lỗi lầm, vượt qua tội lỗi của mình. Giờ hết tội quy y cái gì nữa quy y. Nghe thấy chưa? Cho nên á, là thế giới này được cái này thì mất cái kia. Ví dụ như á, chúng ta phải lựa chọn, mình được người này mình sẽ mất cái người này. Trong thế giới nó vậy đó, chứ không phải nhằm khi được cả hai đâu. À, quý vị, trong thế giới nó thường là vậy đó, chứ không phải là được người này là được cái này luôn đâu. Mình được vàng á, thì sẽ mất cái công sức. Mình được tiền á, thì sẽ mất sức khỏe. Nó vậy đó, trong thế giới này nó vậy đó, chứ không phải là xung băng đâu. À, nên trong thế giới này mình đừng có bao giờ mình thấy mình có tất cả những cái này là một cách dễ dàng. Mình có cái này mình đổi khác đó. Nhằm khi có tiền bạc nhiều quá đổi luôn con đường tu luôn. Có tiền hết tu, được tiền mất tu. Quý vị thấy không? Còn có nhiều người được tu mất tiền. Có nhiều người á, đau khổ giác ngộ. Đau khổ quá họ mới nhìn ra được bản chất thế gian, đau khổ giác ngộ. Vậy thì á, họ bị đau khổ họ được giác ngộ, được này mất kia, thấy không? Còn có người sung sướng quá, trí tuệ nó không sanh được. Sung sướng quá tối ngày thỏ dục không, mà thỏ dục càng cao tuệ nó càng thấp. Vậy thì mất trí tuệ mà được hạnh phúc trong cái có. Nên đó, nhằm khi chúng ta thấy hạnh phúc trong cái đó lắm, ai nhè đâu mình xét về mặt sức thế gian mình bị ngu xuống trong cái hạnh phúc đó. Nên nhằm khi mình thỏa mãn dục quá, cái tâm mình nó bị mê mờ xuống, mình mất đi dòng trí tuệ. Còn á, mình không hưởng được dục, trí tuệ nó tăng lên. À, tức là được cái này nó mất cái kia. Bây giờ ví dụ như đáng lẽ tuổi trẻ mình vui chơi là thoải mái này nọ là được cái gì đó không? Được cái này được kia, nhưng mà không có tu tập được, mất con đường tu. Rồi mình tu mà đâu được làm đó. À, vì mình tu quá làm mất cái nọ.
Nên có nhiều người nói là trời sao tu lỡ quá, vừa ăn chay vừa mặc đồ không có xanh đỏ tím vàng thế này nọ. Nhưng mình mất phải không? Mình mất cái tuổi trẻ. Ở cuộc sống tuổi trẻ phải đi chơi, phải này, phải kia, phải nhậu, phải nhẹt. Ta mất cái tuổi trẻ đó. Nhưng mà ta được cái khác, được cái sự thảnh thơi, được cái trí tuệ, được giao duyên lành nhạc Phật, được cái gì đó. Mà mỗi người đều có được khác nhau. Để không? Nên trong cuộc sống nó phải vậy thôi, chứ đừng có bao giờ nó được cả hai. Hiểu chưa? Vừa được tiền đóng mà vừa đắc A-la-hán, chắc cái đó hơi khó à. Chỉ có được tiền và được phước thì có, tại nó nằm trong tam giới. Nó còn nằm trong tam giới thì nó được cả hai. Có những cái được cả hai song song, chứ không phải là được cả hai mà mình nói là nó ngược nhau. Nhưng mà những cái ngược nhau thì được một cái thôi, nó sẽ không được cái kia. Tức đời với đạo là nó ngược nhau đấy. Nên đó, cái bát trôi ngược dòng á. Nên có công đức mình phải hy sinh cái gì? Hiểu chưa? Có con đường tu mình phải hy sinh cái gì? Mình mới đổi lấy con đường tu đó. Là đổi lấy hết, thế gian là đổi lấy hết đó, chứ không phải ai cho không ai cái gì đâu. Nên biết được điều đó quý vị thì đừng có bao giờ khóc than với cái thiếu, mà đừng có bao giờ thỏa mãn với cái thừa. Thưa Thầy, cho con hỏi. Từ khi tu bát quan trai, con từ bỏ đeo trang sức luôn, nhưng con vẫn đang giữ nó. Làm sao không để ý đến nó nữa, làm con cất giữ nó trong quý vài mà chưa bỏ được. Đem ra tiệm bán xong. Quý vị đừng có căng thẳng ba cái vụ mày trang sức nào. Dĩ nhiên giới ngày đó là giới thứ 6, không đeo tràn hoa dầu thơm đồ trang sức đồ nọ để bị nhiễm trần thôi, nên không đem cất ví. Dạ, đi tu bắt quan trai đem ví theo, cởi đồ trang sức để ví kẹp nách á, rồi tối ngày không dám để ví xuống sợ mất cái ví. Cũng như không, người ta đi tu bát quan trai đó là ta không đeo đồ trang sức ở nhà, ta bỏ vô tủ, ta khóa, ta cắt cái đó đi cho nó an tâm, vô tủ sắt mình, tủ tiền đó, khóa đó, khỏi ai lấy chân rồi vô đây đó là mới được. Chứ còn đem theo cái gì mà bỏ đó, mà đi đâu mà đem theo đó không á, thì không có để ý bên ngoài, để ý trong ví cũng như không. Cái tâm mình cũng động loạn đối với nó, tâm mình cũng còn ham thích đối với nó. Còn mình muốn tu mà cho nó ngon cả đời luôn đó thì cho hết đi, cho con cho cháu hết đi, thôi bán làm từ thiện hết đi là xong. Cái có người nói là thầy vậy con đi đám lấy diện đeo gì, thôi giữ nó đi, mà giữ nó con tu không được, vậy thì bán nó đi, bán lấy diện đeo, vậy giữ nó đi, giữ lấy gì là giữ con tu không được, vậy thì bán cho lấy gì đeo, vậy thì giữ. Như thầy nói hồi con không hiểu luôn thầy ơi. Tại ý thầy nói á, là trên đời không bao giờ có hai cái đi cùng lúc hết á. Thánh thì không phàm, phàm không có thánh. Còn nếu mà chúng ta tu tập đến trí tuệ ba la mật á, thì giữ hay là bỏ gì giống nhau. Mà tùy duyên thôi à. Để đóng vàng nó tùy duyên đeo, không có duyên đeo cũng không khổ đối với nó. Là mình biết tất cả thế gian này, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, tùy duyên. Ví dụ như á, là con mình á, nó sắp làm đám cưới gì phải có đeo đồ, nó không thể bán hết được, thôi để đó đi. Mà đừng để ý tới nó cũng chẳng qua là đồ trang sức để giúp con mình mà thôi, cho nó nở mày nở mặt vậy thôi, chứ nó không phải là tôi để đó để làm đẹp gì hết. Có nghĩa là chúng ta có trí tuệ xen vào thì á, là nó thì nó, mình thì mình. Tùy duyên là gì? Để mà mình nghĩ tới người khác mà mình giữ nó thôi, chứ không phải là giữ cho mình. Đôi lúc người ta ăn mặc đẹp vì người khác nữa. Ví dụ như con cái á, tổ chức đám rồi đó, người ta ráng ăn mặc đẹp, pha son, đánh phấn rồi lên, là người ta để cho con cái nở mày nở mặt, để cho những người xung quanh người ta quan hỷ, tôn trọng người xung quanh, nên người ta trang điểm. Khác với mình trang điểm để là mình hấp dẫn cho người khác, hai đó nó khác nhau. Ăn thua tâm mình à, ăn thua tâm mình làm đó để làm cái gì? Dạ quý vị, thì nó sẽ mang cái ý nghĩa đó.
Chứ còn mà là đừng có mà đeo trên đường đi đó, đeo vàng đỏ mình hết đem ví theo, rồi tới chùa cởi ra để con ví đó rồi đem ví theo nè gì mà tu bắt con trai gì nổi, hở cái sợ mất cái ví không à, tu gì nổi, làm ơn làm phước để nhà đi. Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, cho con hỏi, trì niệm danh hiệu Quan Thầm Bồ Tát có được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Muốn được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì phải có Đức Phật A Di Đà tiếp rước mình, đó là tha lực. Và mình tu tập sao để đủ điều kiện ở trong kinh mà Đức Phật A Di Đà đưa ra, đó là tự lực. Tự lực là mình tu để đạt được điều kiện đó. Tha lực là Đức Phật vì lời hứa chúng sanh mà rước. Nên đó, tu tịnh độ có tự lực và có tha lực. Như vậy đó thì Đức Phật Ngài hứa như thế nào? Hứa là chúng sanh muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng sanh đó phải có cái lòng tin về cảnh Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai là mình có nguyện hàng ngày tha thiết mong cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Thứ ba là chúng ta có niệm tới danh hiệu của Đức Phật và đạt tới một cái tâm là bất động đối với cảnh trần, có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là một lòng niệm Phật, bất loạn là không khởi tâm phiền não với cảnh trần. Nhờ vào câu niệm Phật đó mà mình không khởi tâm phiền não. Dầu cho mình niệm một niệm mà không tâm phiền não cầu giảng sanh á, thì vẫn được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà theo ở đây á, riêng á, cá nhân của thầy nghĩ á, thì Đức Quan Bồ Tát là một trong hai vị Bồ Tát thượng thủ ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu chúng ta niệm Quan Bồ Tát mà chúng ta có cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, và để thỏa mãn cái tâm mà bất động đối với hoàn cảnh, có nghĩa là gặp danh không ham, gặp lợi không thích, gặp ta chửi không giận không hờn đó, thì mình niệm Phật mới đạt đến cái trình độ đó, đó thì mới được giảng sanh. Nên đó, theo thầy thấy người niệm Phật đạt đến trình độ đó không có nhiều người đâu. Nhầm cái nam mô người ta nghịch cái là chửi liền. Nên người đạt đến cái trình độ đó là người tu dữ lắm, tu nhiều năm dữ lắm, ta rèn luyện cái tâm mình dữ lắm và ta học pháp được dữ lắm, ta mới đạt được cái tâm bất động đối với hoàn cảnh và một lòng tu niệm Phật. Nhưng mà theo là thầy nghĩ thì muốn sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà nên niệm Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới nhớ về Ngài chứ. Còn mình niệm gì khác mình đâu có nhớ về Ngài. Mà không nhớ về Ngài mình thì sao cái tâm mình khế hợp với cảnh giới của Ngài được? Quý vị nghĩ vậy có phải không? Ví dụ như là mình niệm về Đức Phật A Di Đà mình mới nhớ cảnh Tây Phương, với Ngài làm giáo chủ Tây Phương mà. Mình niệm một vị khác thì làm sao mình nhớ tới cái đất đó được mà mình cầu giảng sanh? Cho nên tâm mình sẽ không tha thiết đó. Đâu quý vị niệm thử Quan Âm Bồ Tát thì mình sẽ không tha thiết với cảnh của Đức Phật A Di Đà. Mình biết Phật A Đà làm giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, nên mỗi khi chúng ta niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà là chúng ta nhớ cảnh giới của Tây Phương, chúng ta tha thiết cầu giảng sanh. Nên mình niệm bất kỳ một danh hiệu của chư Phật chư Bồ Tát khác để mình cầu sanh về cõi đó thì là chúng ta không có cái tâm mong cầu sanh cõi đó. Ví dụ như mình niệm Phật A Di Đà muốn sanh về cảnh giới của Dược Sư, có người nào vậy không? Có nào Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Phật mà tâm mình tha thiết cầu về cảnh giới của Dược Sư không? Có không? Hình như không có phải không? Ví dụ như Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì mình tha thiết cầu giảng sanh về cõi Đông Phương thì đúng rồi. Nam Mô A Di Đà Phật mình tha thiết cầu cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì đúng rồi. Nên niệm vị Phật khác mà cầu giảng sanh á, thì cái tâm mình có thể không đủ cái lực để mà hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc.
Phật A Di Đà nên không thể chuyên nhất để mà diệt trừ các tâm phiền não được, và cái tâm mong cầu không có tha đủ tha thiết. Khi chúng ta niệm vị khác không phải là Đức Phật A Di Đà mà cầu sanh cảnh giới Tây Phương thì chưa đủ độ tha thiết, nên làm gì cũng có sự chuyên môn ở trong đó. Nên là nếu mà chúng ta là niệm vị khác mà cầu sanh Tây Phương thì chắc khó đó. Nên quý vị nên niệm Đức Phật A Di Đà. Còn muốn niệm Quan Âm thì chúng ta niệm để lúc nào khó khăn, lúc nào cầu bà gia hộ thì chúng ta niệm, rồi chúng ta cũng quay lại niệm Đức Phật A Di Đà làm cái nền tảng xuyên suốt thì nó lại hay hơn. Để tâm mình á có một cái lối mòn, có một cái hướng về á, quy ngưỡng hướng về. Chứ còn mình niệm vị khác mà hướng về vị khác sao thấy nó cũng hơi chẹo chẹo á. Nghĩa là mình niệm vị này mà hướng về vị kia. Ví dụ mình niệm Quan Âm mà tâm hướng về cảnh A Di Đà, niệm Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm mà hướng về Đức Phật A Di Đà có không? Có là mình miệng mình là niệm một nơi mà tâm mình một nẻo không? Chắc cái đó hơi khó đó, đâu có gì làm thử coi. Làm thử hơi khó, nếu không có tha niệm Quan Âm mà không có tha thiết sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Phật A Di Đà thì không thể được rước rồi. Do đó mà chúng ta niệm A Di Đà sẽ tha thiết hơn, nó chuyên nhất hơn, tập trung mối hơn. Quý vị mình cứ thử thôi, nếu mà tâm mình niệm Quan Âm mà cái lòng mình hướng về Đức Phật A Di Đà thì được, nhưng mà niệm Quan Âm mình chỉ hướng Quan Âm thôi chứ không hướng cảnh giới Tây Phương được. Do đó sự chuyên nhất chuyên tâm sẽ nó không có, nó không có đủ. Nên ở đây khuyên quý vị nên niệm Đức Phật A Đà để cầu giảng sanh trong cái môn tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Còn niệm Đức Quan Bồ Tát để gia hộ cho mình tu tập cái pháp môn tịnh độ đó được thành tựu viên mãn. Nhờ Đức Quan Bồ Tát gia hộ, nếu gặp khó khăn gì hay gặp hoàn cảnh gì thì cũng vượt qua. Nên mình quan sát đó, xung quanh, người ta nói là khẩu xà tâm Phật. Cái người á là họ la đùng 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 chứ là trong lòng của họ là không có gì hết á, thấy nó la dơ dơ chứ trong lòng họ là không có phải là cái tâm ác. Thực ra quý vị, cái người đó là la lớn tiếng, nói lớn tiếng với nói bậy lớn tiếng, hai đó nó khác nhau. Cái người mà nói bậy lớn tiếng, tức là mình chửi, mình mắng người ta đó là nói bậy lớn tiếng á, cái gì? Thì cái đó đó là xuất phát từ cái tâm giận hờn sân si mà ra. Còn người nói lớn tiếng là chẳng qua cái tánh người ta nói hay lớn tiếng thôi. Ví dụ như nói dơ 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 vậy đó mà không có tâm sân, nghe không cái gì? Còn cái người đó thì có thể nói là khẩu xà tâm Phật được, là tại vì là người ta nói á, đó là cái tiếng lớn thôi, người ta nói cái tiếng lớn thôi chứ thực ra không phải là người ta nói với tâm ác. Cái người mà bình thường mà nói nhỏ tiếng á thì có thể là khi người ta nạt nộ lên, người ta nói lớn tiếng thì cái tâm ác nó khởi khởi lên. Có người á mà bình thường cái âm vực người ta lớn á thì cái chưa chắc là phải là cái tâm ác. Bây giờ là thầy trả lời cho quý vị tiếp cái câu hỏi cái câu kế tiếp ha. Mấy nay con bệnh tâm không được mạnh mẽ, nhiều khi con quan sát thấy hình như tâm nó cứ phóng lung tung. Con nằm thiền thư giãn nhưng có lúc không thể chú tâm vào hơi thở một phút nào được. Có phải sân si là rất khó quan sát phải không? Con thấy tâm cứ bị lôi tuột đi, không thế nào chú ý vào cảm giác hay gì cả. Có khi đang nghe một bài pháp nhưng cũng không biết mình đang nghe gì, hay là do con mệt mỏi quá mà vẫn cố gắng tâm chánh niệm không có chút năng lượng nào. Nói chung quý vị mệt thì cứ ngủ đi, rồi tỉnh mình hả tu. Chứ mệt quá nhầm khi cái tâm của mình nó không có còn trụ còn định gì nữa hết thì thôi, lúc đó mình mệt quá cái mình nửa mê nửa tỉnh, tức là nửa ngủ nửa thức á. Có nghĩa lúc đó gọi là mơ màng, mơ mơ màng màng trong dân gian gọi là từ mơ mơ màng màng đó. Nên lúc mơ mơ màng màng thôi mình cứ ngủ đi cho khỏe rồi mình tu thôi. Chứ không phải là mình gắng cố gắng tinh tấn mà lúc mà mình mơ mơ màng màng mệt mỏi quá tu không nổi, mình cũng có tinh tấn nổi đâu.
cũng đâu có đạt được kết quả tốt đâu. Cho nên á, là lúc nào mệt á thì cứ ngủ, ngủ rồi mình thức dậy khỏe mình tu tiếp. Cho nên á là ở trong cái cư trần Lạc Đạo Phú á, vua Trần Nhân Tông nói là ở đời vua đạo hỏi tùy duyên á, đối đến thì ăn, mệt ngủ liền. Có nghĩa là cái câu đó thì cũng đang nói đến sự tự tại. Nhưng mà mình á thì mệt ngủ, đúng rồi, tức là mình mệt á là mình phải ngủ, ngủ cho đủ giấc để mình có sức khỏe mình tu tập nữa chứ, còn mệt quá tu cũng đâu được gì đâu. Như quý vị thấy đó, mệt nó không nhìn thấy được tâm nữa, nó lờ đờ lẩn đẩn sao mà tu. Cho nên là mệt quá thì cứ nghỉ đi, rồi chừng nào hết mệt mình tu. Tinh tấn là tinh chuyên tấn tới, lúc nào mình cũng nhớ tu hết, nhưng mà mình phải tỉnh táo. Gọi là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm mà phải có tỉnh giác nữa, còn chánh niệm mệt quá đâu có tỉnh giác nổi. Do đó ngủ đi quý vị, còn chừng nào thức dậy tỉnh giác tiếp. Chứ còn mà mệt lờ đờ lẩn đẩn ra sao mà tỉnh giác nổi. Cho nên á, quý vị cũng đừng có tranh thủ tu quá. Tranh thủ tu là đúng, nhưng mà đừng quá đáng. Ví dụ như cơ thể mình mệt mỏi muốn chết luôn, muốn ngủ, mà mình cứ gắng cố gắng ngồi đó là tu. Có nhiều người á, gắng cố gắng ngồi niệm Phật rồi lật ngang ngủ luôn. Có nhiều người á, ngồi thiền lật ngang rồi ngủ mà hai cái chân còn chéo đó, nằm tới kiểu đó ngủ tới sáng luôn. Có người rồi, có đứa bé này nè, lại mát, phải thầy mẹ con ngồi thiền rồi lật lên ngủ luôn tới sáng, hai chân còn chéo nữa, ngồi kiết già nữa chứ chéo. Nó mệt quá à, thôi đi, ngủ đi. Rồi tỉnh táo mình hả ngồi, chứ ngồi trong cái trạng thái đó mình cũng đâu có chuyển hóa được tâm đâu. Mình chỉ ngồi được thôi chứ đâu chuyển hóa tâm. Ngồi thiền là ngồi và chuyển hóa tâm, chứ không phải là ngồi thiền là ngồi mà không có thiền. Nha, ngồi thiền là ngồi với chuyển hóa tâm, chứ không phải ngồi mà không có thiền. Đại loại niệm Phật gì nữa, niệm Phật để đi đến nhất tâm bất loạn, chứ không phải là niệm Phật là mình đọc danh hiệu. Hai đó khác nhau. Niệm Phật đọc danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cách vô thần đó quý vị thì cũng không phải đâu. Niệm Phật mà mình quan sát cái tâm mình, đừng cho tâm mình khởi lên bất kỳ cái gì hết. Cho nên chúng ta chú vào trong câu niệm thì không chú vào cái khác, và đồng thời mình chánh niệm để cho nó quan sát nó có khởi lên gì thì niệm cho nó bay luôn. Nên niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, cái đó mới gốc của niệm Phật. Chứ không phải là niệm Phật là đọc danh hiệu Phật càng nhiều càng tốt. Nếu đọc danh hiệu Phật càng nhiều càng tốt thì chúng ta chỉ cái gieo duyên khi đọc danh hiệu Phật thôi. Niệm là đang nói tới cái tâm rồi, niệm đang nói tới tâm rồi, chứ không phải niệm là do cái miệng mình niệm. Miệng mình là đọc danh hiệu Phật thôi, còn cái tâm mình nhiếp vào nó mới gọi là niệm Phật. Hai cái cộng lại mới gọi là niệm Phật. Cho nên ngồi thiền cũng vậy, nên mệt mỏi quá hay là chúng ta không thể ngồi thì cũng đừng bắt nó ngồi. Có nhiều người đứng cả ngày làm việc, tối ngồi đâu có nổi. Quý vị nằm thì sợ tội, cứ niệm Phật ở trong tâm thôi. Cái quan trọng nhất là tâm đối cảnh nó vô tâm, đừng có tâm. Mà muốn đối cảnh không có tâm á, thì một là người ta chú ý tới cái khác, đó là tu định. Cái thứ hai nữa là mình hiểu, nếu khởi tâm lên thì chính cái tâm phiền não đó nó sẽ làm cho mình đau khổ, nên mình xả bỏ, đó dùng tuệ. Còn dù mình định vào cái này thì nó không nhớ tới cái kia, thì cái đó cũng là không khởi lên phiền não. Hay là mình nhờ tuệ, mình hiểu biết khởi lên phiền não nó sẽ làm thiệt hại mình nên mình buông. Đó là nhờ tuệ và nhờ định để buông được tâm. Còn ngoài đó ra không buông được tâm được, nó sẽ khởi lên ít nhiều thôi. Nếu mà có đó thì nó là buông được tâm, là nhờ định và tuệ nó sẽ buông được tâm. Tức là định có thể chúng ta có dùng câu niệm Phật, định câu niệm Phật nó cũng buông được tâm nữa. Có nghĩa là tâm mình chú tới cái này nó không chú tới cái kia. Hoặc là có tuệ quan sát, nếu mình thấy nó khởi lên, nó là nguyên nhân làm cho mình đau khổ nên xả bỏ, buông bỏ, xả bỏ tại lúc nó khởi lên. Đó là người ta dùng thiền quán, thiền quán để xả bỏ. Còn kia dùng thiền định để gom tâm chỗ này thì nó không chú tâm tới chỗ kia. Nó có hai cách vậy đó. Mà quý vị đừng có dùng cái từ mà cho là thiền nhiều quá. Mà ở đây chúng ta là cái cách của nó, nhằm khi ta trì chú, ta niệm Phật để chú tâm vào đó thì nó không chú tâm chỗ khác. Thì đó là cũng là một phương pháp định đó, phương pháp định để nó tiêu phiền não. Còn chánh niệm tinh giác, thiền tứ niệm xứ là khi chúng ta biết
nó làm cho mình đau khổ để khởi nghiệp, nên mỗi khi niệm khởi lên thì người ta buông liền ở tại chỗ đó. Nên đó là ở trong nhà thiền gọi là nhất niệm vô minh là cho đó, đó. À, nhất niệm vô minh tức là khởi niệm lên. À, tại sao gọi là vô minh? Tại vì khởi niệm đâu vô minh đó. Trong ly bỏ mực vô là ly nó màu đen vậy thôi. Trong tâm mình bỏ phiền não vô tâm mình đen. À, nên gọi là nhất niệm vô minh. Chỉ cần một niệm thôi là vô minh nó ra khởi lên rồi. À, chứ đâu cần tới hai niệm. Con thành kính tri ân Thầy đã truyền trao cho chúng con nhiều kiến thức về Phật giáo. Nay con muốn hỏi một câu. Trong gia đình chính giữa nhà là bàn thờ. Vậy thờ ông bà cũ quyền thất tổ nên làm một bàn hay hai bàn? Vì con thấy có nhà lập một bàn, có nhà lập hai bàn hai bên bàn thờ. À, cũ quyền thất tổ á, thì người ta là có bên nội bên ngoại. Có người á là lập cũ quyền thất tổ bên nội bên ngoại, có người lập hai bên á là bên nam bên nữ. À, quý vị, chứ không phải là nội ngoại. Rồi có người á là lập luôn chung luôn. Làm đó là ông bà nhiều đời nhiều kiếp thì người ta còn thân còn nam còn nữ, mất thân này còn nữ còn nam gì nữa. Có tâm không tinh thần không à? À, nên người ta thờ chung luôn bàn thờ gọi là cũ quyền thất tổ. Điều được hết đó là quan niệm thôi, tức là cái tâm của mình thôi. Ví dụ như ở tổ đường thì người ta thường thờ hai bên, bên nội bên ngoại hoặc bên nam bên nữ, thì tùy vào mình quan niệm thôi, muốn thờ sao mình thờ. Hai bên để nó cân đối, ở giữa mình thờ Phật, hai bên mình thờ ông bà cũng được. Còn ở nhà của mình đó thì thôi, tốt nhất mình nằm gọn gọn đi. Bàn của quyền thất tổ thờ chung luôn, hai họ cha, hai họ mẹ, bốn họ luôn. À, tất nhiên cha có hai họ, bên cha lại có là ông nội bà nội, bên mẹ có ông ngoại bà ngoại, thì hai họ cha hai họ mẹ thờ luôn, chứ mắc gì thờ có hai họ, thờ bốn họ luôn. Rồi là muốn thờ nhiều họ nữa là nhiều đời nhiều kiếp thì sẽ sanh ra nhiều họ, tại một cây nó chỉa ra nhiều nhánh mà, thì phải là nhiều đời nhiều họ nữa. Như vậy nói chung cũ quyền thất tổ là ông bà trong họ tộc nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp, có thể thờ một bàn thờ, có thể thờ hai bàn thờ đều được. Nhưng nếu ở nhà thì chúng ta hãy thờ một bàn thôi cho nó tinh gọn. Tại vì thờ đây là mang ý nghĩa tâm linh, mang cái ý nghĩa là chúng ta muốn phụng đạo hiếu đối với ông bà cha mẹ mình thôi, chứ không phải là thờ hai bàn ta chứng, thờ một bàn không chứng, rồi một bàn thờ có nam có nữ ở với nhau lộn xộn mà vậy phải tách ra rồi. Mình đừng có nghĩ vậy, mà đây là cái hình ảnh hình tượng thôi, chứ không phải mình cất cái nhà cho ông bà ở chung chổng đâu mà mình cứ nghĩ vậy. À, quý hiểu không? Giống hình như Tam Bảo là Phật là Pháp là Tăng, nên có nhiều người nói là Phật Pháp Tăng mà mình ở chung sao được, mấy thầy sao ở chung với Phật được. À, quý vị, nên mình phải chia ngôi, chia thứ, chia cấp. Ở đây là cái hình tượng, chứ không phải là ở chung. Đức Phật ngài nhập Niết Bàn ở khắp pháp giới, ở đâu mà ở chung đây mà mình nghĩ ở chung. À, quý vị, đây là hình tượng, mình nhìn đó mình sẽ nhớ tới Phật Pháp Tăng mà mình tu, chứ không phải là mình lập cái đó là cất cái nhà cho quý thầy ở rồi Pháp để Pháp Phật hay là Đức Phật ngự ở đó, là không phải. Mà đây thông qua hình tượng đó để mình nhớ đến đó, mình nương tựa, mình tu hành, thì thông qua bàn thờ cũ quyền thất tổ để thể hiện thủ cái đạo hiếu mình với ông bà cha mẹ. Nhớ tới đó mình nhớ tới ơn dưỡng dục cù lao, ơn sanh thành, ơn nhiều đời nhiều kiếp mà truyền nòi giống, vân vân, để chúng ta tu hành mà chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ cũ quyền thất tổ. Nên chúng ta có thể thờ hai bàn cũng được, thờ một bàn cũng được, nhưng mà gọn chừng nào tốt chừng đó, đừng có bày biện nhiều quá, nó sẽ không có hay. A Di Đà Phật, thưa thầy, con phải làm thế nào với khuyên được mẹ nghiên cứu pháp hộ niệm? Con có bảo mẹ lo mà nghiên cứu pháp hộ niệm liền đi mà mẹ không chịu nghe. Bản thân con cũng có phần hiểu biết về hộ niệm,
nên con rất nhiều lần khuyên bảo mẹ linh xung thế giới hộ niệm và nghiên cứu pháp hộ niệm mà mẹ nói tao không linh xung. Thưa thầy, con phải làm thế nào mới khuyên được mẹ con chịu nghiên cứu pháp hộ niệm? Quý vị, thực ra cái hộ niệm cũng là một cái việc tốt, nhưng mà nó phụ thuộc vào người khác và phụ thuộc vào cái người mất lúc đó. Nếu người mất lúc đó còn tỉnh táo á thì hộ niệm nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà lỡ người mất không có tỉnh táo lúc đó thì hộ niệm ta cũng không nghe không thấy. Cái thứ hai nữa là mình phải lệ thuộc vào hộ niệm rất là nhiều người. Nhằm khi băng đi băng hôm ở xa, nhất là ở quê nông thôn người ta đi không được làm sao, vợ đi chồng không cho, chồng đi vợ không cho làm sao, băng đi băng hôm 1-2 giờ khuya. Nên cái người mất á đâu có phải là luôn luôn lúc nào cũng mất cái chọn giờ đâu. Nè quý vị, nên có ông hẹn khóc bạn á, là sao chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, không chết ở ban ngày. Chết ông bạn ổng á, ông khóc vậy đó. Tại vì chết trong đêm tối, vợ ông đâu cho ông đi đêm, cho nên ông đi không được, nên ông trách ông bạn ổng. Nhưng mà người ta ra đi á quý vị, là vì cái lý do là người ta hết thở người ta đi, chứ đâu phải người ta muốn đâu. Cho nên mình trách người ta cũng đâu có được. Nên hộ niệm là một việc tốt, tức là mình hộ cho người đó ra đi thanh thản, hộ cho người đó ra đi có phước báo công đức để đi, đó là điều tốt. Mình khai thị và mình hộ niệm để nhắc nhở người ta niệm Phật. Nhưng cái đó là khi mà mình tu chưa có đạt được cái kết quả tốt thì hộ niệm sẽ trợ cho mình một phần. Nhưng hộ niệm phải lệ thuộc vào cái người hộ niệm và lệ thuộc vào cái người mất lúc đó có tỉnh táo hay không. Nên hai cái đó, nếu có tỉnh táo và có hộ niệm tới tốt thì có thể là giúp cho người đó tăng cái sức mạnh về tâm để niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà không có ai tới niệm, lúc đó chết trong cái cảnh mê thì cũng không có đạt được cái kết quả tốt. Cái tốt nhất á, đáng lẽ khuyên mẹ nghiên cứu về hộ niệm thì nên khuyên mẹ niệm Phật và học các cái pháp về tịnh độ để tu, thì cái đó thì lại là thiết thực hơn. Có nghĩa là mình tu tập cái là chắc ăn luôn à. Nghĩa là mình tu cái là chắc luôn. Niệm Phật là cách nào cũng hay cho mình chứ. Niệm Phật có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, niệm Phật có Bồ Tát gia hộ, niệm Phật có mười phương chư Phật phóng quang gọi là tiếp độ hoặc là thọ ký cho mình. Nên đó là niệm, đó là cái rất là hay. Nên chúng ta cố gắng khuyên mẹ để tu tập, mà thì học hộ niệm thì cũng tốt, nhưng mà tu tập lại là điều tốt hơn. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là làm gì biết cái đó là chánh niệm đó. Từ từ có trí tuệ. Ngộ là gì? Ngộ là nhận ra. Nhận cái gì? Nhận ra thể tục đế chân đế của nó. Tục đế là gì? Là những cái gì người ta quy ước, những cái gì người ta đặt ra là tục đế. Chân đế là gì? Không cần quy ước, không gì đặt hết mà thấy nó, biết nó là chân đế. Thí dụ ha, cái envelope này nè, là gì? Cái bao thơ nè. Cái bây giờ á, mình nói là bao thơ là mình đặt cho nó phải không? Mình đặt nó cái bao thơ, chứ thực ra nó có phải bao thơ gì đâu. Mình thấy này là giấy, như vậy mình đặt nó là giấy, chứ nó đâu có giấy gì đâu. Và cái câu này mình cho nó có nghĩa là gì? Màu đỏ có nghĩa là máu, màu đỏ có nghĩa là máu con tim, màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Nhìn màu đỏ nhớ người xưa, quý vị hiểu không? Tức là nghĩa của nó. Vậy thì cái màu nó có nghĩa của cái màu. Pink là màu hồng phải không? Violet màu tím, red màu trắng, blue màu xanh, green màu xanh. Mỗi màu nó mang cái ý nghĩa.
Như vậy á thì cái này là cái bì thư, nghĩa của màu đỏ là cái gì đó. Như vậy là danh chế định, nghĩa chế định, đó là tục đế. Nên mỗi khi chúng ta mà hiểu nó về tục đế thế này thì chúng ta dễ sanh ra tâm lắm. Ví dụ mình thấy này, người ta đưa cho mình trái tim vì nó yêu mình sanh ra tâm ái. Nó đưa mình á, tặng cho mình một cái ly, nó muốn chia tay. Quý vị hiểu không? Tặng con dao, nó muốn cắt đứt tình cảm. Tức là người ta hiểu vậy đó, có nghĩa là nghĩa chế định và danh chế định thế gian nó làm cho người ta phiền não. Mình chỉ hiểu tới đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta là giác tỉnh thức nhiều ngày nhiều tháng, mình sẽ ngộ ra một cái thứ hai, cái biết thứ hai không phải là danh chế định, nghĩa chế định này, không phải là pháp thế gian đặt ra này, mà chúng ta nhìn thấy thực tướng của nó. Thực tướng nó là gì? Nó cái này là cái này à. Mình đừng có quy định nó là gì hết á, mà cái này là cái này, gọi là thấy y như nó là, nghe y như nó là, nghe âm thanh là âm thanh thôi, thấy hình sắc là hình sắc thôi. Chứ đừng thấy nó là cái gì, đừng nghe cái nghĩa lý gì. Nghe nghĩa lý gì, thấy cái gì thì đó là tục đế, mình dễ sanh ra phiền não. Mà mình nghe là nghe, thấy là thấy, nên không sanh ra phiền não, đó là thể chân đế. Thể chân đế là gì? Là cái bản thể của nó, cái này nó sanh, diệt, và nó chính là nó không là cái gì cả. Cho nên không là cái gì cả nên chúng ta không có tâm nào cả. Còn nó là cái gì cả thì sanh tâm theo cái gì đó. Cái này yêu sanh tâm tham, cái này ghét sanh tâm giận, dần dần. Còn này nó không là cái gì cả nên không sanh ra tâm gì cả. Cho nên cái người muốn thấy nó không là gì cả nên người ta phải quán vô thường. Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là thấy vô thường của pháp. Tức là nó sanh diệt, từ từ nó sẽ biến mất tất cả cái trên thế gian. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diện, như điển, ưng tác, như thị quán, kinh kim cang. Có nghĩa là tất cả các cái nó không có cái gì tồn tại đâu. Không có gì tồn tại hết. Nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Nên nó không phải là nó, nên gọi là vô ngã. Chỉ có duyên tạo ra nó và duyên mất đi nó, chứ không bao giờ nó có cái nó. Nếu ai nói nó có cái nó, người đó là thường kiến. Còn ai nói là cái gì cũng mất hết, người đó là đoạn kiến. Nó không mất hết, nó không còn hoài, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Mình là đời này không có cái gì hết, mình là đoạn kiến, tà kiến. Đời này cái gì cũng còn hết là mình thường kiến, tà kiến luôn. Mà đời này nó không còn, không mất, nó chỉ biến cái này qua cái kia, cái này qua kia, luân hồi mà thôi. Ví dụ cái ly đập nát còn đóng miệng, nó đâu mất. Có người chết đâu mất, mà còn lại nghiệp, còn lại tâm, còn lại phiền não, nó dẫn qua kiếp sau, chứ đâu có mất đâu. Nó mất cái tướng thôi chứ đâu có mất cái gì đâu. Quý vị hiểu không? Mà cái tướng cũng đâu có mất. Cái tướng mình khi mà rã xuống lòng đất, nó trở thành các nguyên tố của hóa học. Carbon trở về carbon, hydro trở về hydro, magie trở về magie, sắt trở về sắt. Trong máu mình á, có sắt, có magie, có carbon. Trong xương mình á, là có carbon. Rồi đốt lên á, thì CO2 bay lên, phải không? Bây giờ phản ứng trái nè, mình là cái nhóm hydrocarbon, mình cộng vô oxy cho ra phản ứng trái, cho ra CO2 và nước bay lên. Nước thể hơi, đúng không? Trở thành mây. CO2 cái thể khói trở thành khói, đúng không? Vậy thì con người mình sau khi đốt lên trở về với mây và khói, còn lại đóng xương là carbon. Vậy carbon và mây và khói, vậy con người mình còn gì đâu? Con người mình chỉ còn lại các chất hóa học mà thôi, chứ còn gì đâu. Mà các chất hóa học đó thảy xuống đất thì nó trở thành các chất, nó len lỏi trong đất, và cây nó hút lên nó trở thành trái. Như vậy xác thân con người mình nó luân hồi thành cái trái cây. Quý vị hiểu không? Tức là luân hồi, tất cả cái nó luân hồi và nó tiếp tục như vậy. Ở thể vật chất luân hồi vật chất, thể tinh thần nó luân hồi theo tinh thần, chứ không có gì mất đi mà không có gì tồn tại, mà nó chỉ cuốn theo một cái dòng chảy của tự nhiên từ vô thủy tới giờ qua nhiều đời kiếp sống của chúng sanh mà thôi. Nên nó gọi là tam thế Phật, có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai.
tâm thế Phật y đàn bát nhã đạo bồ đề chứng quả chánh chân, cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thắng cõi chân. Mau về thiệt thần chú linh chi đại lực, thiệt thần chú đúng mực quang minh. Đó là bát nhã là gì? Trí tuệ phân tích thấy biết rõ nên gọi là ngộ. Nên mỗi khi ngộ trí tuệ phát sanh, đó là bát nhã, đó là panh nha. Tiếng Bali panh nha là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là thấu suốt cả tục đế và chân đế của pháp. Thức là gì? Chỉ thấu suốt của tục đế những cái gì quy định thế gian mà thôi, nên người ta còn phiền não. Người nào thấu được tục đế và chân đế, tuệ sanh thì hết phiền não. Mà hết phiền não thì không còn gì để gieo nghiệp. Không còn gì gieo nghiệp là chấm dứt sanh, chấm dứt sanh, chấm dứt tử. Chấm dứt sanh tử, chấm dứt sầu bi khổ u não, hết khổ. Đó là chữ số 15, giải thoát. Chữ cuối cùng đó là chữ giải thoát. Giải thoát là gì? Không có gì ràng buộc hết á. Muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ, dạng dậm không mây, dạng dậm trời. Tức là giải thoát ấy, không có gì ràng buộc hết. Ta chửi tiếng hay người ta khen tiếng, không có động lòng nữa. Mà trong tâm mình trở thành không không, là không có phiền não nữa. Người ta chửi cũng là âm thanh, ta khen cũng là âm thanh. Nên người ta nghe thể chân đế là nghe âm thanh, chứ không phải người ta nghe chửi cái gì người ta khen cái gì. Mình nghe khen cái gì mình vui, người ta nghe chửi cái gì mình buồn. Nghe âm thanh hết vui hết buồn. Âm thanh là chân đế, nghĩa của nó là cái gì là tục đế. Nên chúng ta nghe nghĩa mà chúng ta bỏ cái chân đế, mà nghe cái tục đế nên mình đi luân hồi sanh tử. Nên khi mà người ta tu tập đó quý vị, nghe cũng như không nghe, thấy cũng như không thấy. Tức là tất cả ta quy về thể của chân đế hết. Cho nên đó, nghe cũng như không, thấy cũng như không. Ta chỉ có tĩnh lặng ở trong lòng mà thôi. Hít vào thở ra, hít vào rõ biết, hít vào thở ra, rõ biết thở ra. Cho nên ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Hết rồi, 15 cái bài học rồi.